Ủa có sao con? Con coi móng móng tay. Ôi ôi, lấy ra để bấm móng tay cho Titi à? Thế để cho môi. À cho môi hả? À? Thế để mẹ bấm móng tay cho hai chị em nhá. Cho môi. Ừ. Cắt đi nhở? Cắt đi. Cắt đi của mẹ nhá. Mẹ cho môi. À cho môi tí nữa mẹ cho môi cho nhá. Bây giờ mẹ bấm móng tay cho nào. Đâu mẹ xem nào. Cho môi. Sao lại không cho chị Ngọc bấm thế? Màu gì ấy? Màu đỏ. Màu đỏ. Ừ.
Sao Titi lại không cho chị gấu vào móng tay? Màu xanh, xanh màu đỏ. Ừ, đúng rồi, màu xanh với màu đỏ. Màu gì ơi? Màu đỏ ấy con. À. Đôn tắt cho mẹ ta. Thế gấu lấy bấm móng tay ra để bấm cho Titi à? Mà Titi không cho nhỉ? Chị gấu bấm thích thế mà Titi không cho. Không, em bấm móng tay. À, thế hả? Chắc là Ti sợ con bấm vô tay Ti ấy mà. Đúng không? Mẹ gì ấy? Đâu? Đây. À, cái lọ nước tẩy trang của mẹ. Mẹ bấm móng tay giỏi nhá. Chị ngồi ngoan để mẹ Trang bấm móng tay giỏi nhá. Bấm móng tay cho em. À, bấm cho em hả? Để mẹ bấm xong cái bàn tay này của Ti rồi mẹ bấm cho em nhá. Đây. Bấm móng tay sạch sẽ cho Titi nhá. Màu xanh, màu đỏ đây. Ừ. Màu xanh, màu đỏ đây mẹ. Ừ đúng rồi, màu đỏ. Mẹ, màu xanh, màu đỏ đây. Màu đỏ. Dạ. Con cho em Titi xem kìa, em đang ngó theo con kìa. Hỏi Ti xem Ti biết màu gì không? Màu không biết. À Ti không biết á? Mẹ biết màu gì không? Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ biết màu gì không? Rồi, móng tay Ti sạch sẽ rồi. Con đã. Mẹ màu. Màu đỏ. Thế con có bấm không? Đưa mẹ bấm cho nào. Không. Không hả? Ừ. Mẹ bấm móng chân cho Ti tiếp nhá. Mẹ xem chân Titi nào. Mẹ lấy cho con đo môi. Ờ tí nữa. Mẹ đo. Móng chân chị gấu có tốt không? Có. Có à? Thế thì tí mẹ bấm luôn nhá. Đau. Mẹ bấm có đau đâu. Thế cho mẹ bấm cho em Titi có đau tí nào đâu. Titi cứ ngó ngó theo gấu chơi. Cất hết cái đấy đi cho mẹ nha. Nào thu dọn hết vào trong túi cho mẹ nào. Đây nào Titi. Còn bên này nữa là xong. Ti ngồi yên mẹ bấm cho không đau nha. Không đau. Mẹ bảo vô đây mẹ. À con nhặt xong rồi hả? Đây mẹ còn một ngón của Titi nữa là xong. Xong rồi, sạch sẽ rồi, đẹp rồi. Mẹ bỏ vô đây. Đây. Rồi. Cắt cho mẹ nha. Dạ.